Bà con biết là để mà ứng phó lại với hạn mặn mà năm nào ở đồng bằng sông Cửu Long của mình mặn cũng cũng có xâm nhập, cả là nhiều hay là ít thôi chứ ngàn đời thì nó là như vậy rồi. Nhưng mà nhất là những cái vùng mà nó chập chờn đó, có năm thì mặn tới, có năm mặn không tới, thì những cái nơi đó đó thì nếu mà chúng ta không có những cái bước mà gọi là chuẩn bị đó thì nhiều khi nó tới mình trở tay không có kịp, nên cái thiệt hại nó sẽ rất là nhiều. Nên tôi đề nghị bà con mình có ba bước để chúng ta ứng phó với nó. Cái bước mà đầu tiên đó là chúng ta làm sao mà phòng ngừa đừng để cho mặn xâm nhập vào trong cái mương giường hay là cái ruộng của mình. Mà để làm được cái điều này á, thì cái chuyện trước tiên á, là bà con phải theo dõi cái dự báo ở trên các phương tiện truyền thông đó để mình có cái chuẩn bị cho nó kịp. Và nhất là những cái nơi mà đang có những cái trạm mà quan trắc đó, thì bà con cố gắng, bây giờ tôi biết là họ có những cái app để mà nối vô cái điện thoại của mình, nên bà con có thể là theo dõi thường xuyên, cái đó giúp cho chúng ta chuẩn bị tốt lắm. Khi mà được báo rằng có thể là có khả năng tới cái vùng của mình là mặn xâm nhập thì bà con phải củng cố ngay trước đó là đê bao hay là bờ bao đừng để cho xâm nhập, nhưng mà lưu ý coi chừng mặn nó đi lòn ở dưới sâu, rồi cái đó là bà con lưu ý. Rồi trong cái vấn đề mà ngăn như vậy thì mình phải có cái biện pháp gọi là trữ nước ngọt, bởi vì bà con biết là mặn nhiều khi nó kéo dài trong suốt cái mùa nắng đó, nên mình không có trữ thì nước không có đủ để mà cho mình tưới cho cây trồng của mình. Nên trong cái vấn đề mà trữ nước đó thì tôi có một cái lưu ý bà con là trong cái quá trình mà mình trữ đó thì mình phải tìm cách để mà bổ sung cái nguồn nước ngọt dự trữ của mình, tức là cái có thể là nước ở trên mặt, bởi vì cái nước ở trong sông Mekong không phải là nó lúc nào ở một cái điểm đó là chết cố định là cái độ mặn nó bao nhiêu đó, mà vì cái con nước ở trong tháng, con nước kém hoặc là cái nước lớn hay nước ròng ở trong ngày mà chúng ta canh, chúng ta có thể là lấy được cái nước ngọt để bổ sung cái nguồn dự trữ. Mà nhất là cái tầng nước mà ở dưới đất mà tầng nông nó khoảng cỡ 8 mét, 10 mét, nó có những cái lạch ngoài sông cũ của ngày xưa trong cái thời kỳ lấn biển đó, bây giờ nó vẫn có là cái nguồn tiếp nước ngọt từ ở trên đi xuống, nếu bà con chịu có đi tìm thì có thể tìm được những cái nguồn nước đó. Và lưu ý cho tôi một cái điểm là mỗi lần mà chúng ta lấy nước bổ sung là phải đo cái độ mặn rồi mới lấy, chứ nếu không thì lại là bị nhiễm mặn. Và đồng thời bà con nhớ là mình phải chống cái thất thoát cái nước mà mình trữ ở ở trong có thể là mương giường, có thể là cả một cái đoạn kinh hay là một cái đoạn sông mà chúng ta, là cái ao đìa gì mà chúng ta đưa nước đi trữ đó, thì chúng ta phải làm sao tìm cách, nghĩa là đừng để cho nó bị thất thoát. Thì bà con nhớ rằng những cái thực vật mà thủy sinh như lục bình hay cỏ dại trong đó chúng ta phải làm sạch và thả lên trên cái mặt thoáng, cái mặt nước đó một cái ủng ni lông để mà chúng ta chống cái sự bốc hơi nước. Và đồng thời bà con mình cũng chống sốc cho cái cây, bị lúc này nó bị mặn nó bị sốc dữ lắm, nên mình dùng những cái hormone chẳng hạn như là Presinolid, Presinolide đó, hoặc là những cái hormone mà có ở trong humic hay là fulvic acid, tên gọi là mùn mùn acid đó. Và đồng thời mình giảm cái tích tụ mặn, nếu mà đất đất giường đó thì giảm cái tích tụ mặn ở trên cái mặt liếp, thì bà con mình cách là mình che phủ ở trên cái mặt liếp và mình để cho nó thoát hơi ra qua 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 mặt đất, nó tích tụ mặn nó nhiều. Cái đấy là cái bước thứ hai bà con mình phải làm. Ở đây tôi chỉ nói ngắn gọn cái chuyện phải làm thôi, còn nếu bà con cần tìm hiểu thêm sâu hơn thì chúng tôi sẽ có những cái giải thích nó sâu hơn. Rồi cái bước cuối cùng là cái bước ba, đó là cái bước là để chuẩn bị cho bà con mình nếu mà đã lỡ bị mặn rồi, khi mà có nước ngọt về đó thì bà con mình phải tích cực rửa cái mặn đó ra khỏi đất. Còn ở giai đoạn này thì các cái chuẩn bị ban đầu thì chỗ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đã chia sẻ rồi, và trong nếu ở giai đoạn này mặc dù nó chưa mặn nhưng mà nước lại hay khan hiếm thì để tiết kiệm và tăng cái sức chống chịu thì thầy Vệ đã nói với bà con là đưa một cái hoạt chất Brassinolide vô để cho cây trồng nó chống chịu. Thì về phía tập đoàn Mặt Trời chúng tôi có một cái sản phẩm mà rất là tiên tiến mà được nhiều nông dân cũng như các nhà chuyên môn đánh giá là rất là hữu hiệu, là cái sản phẩm Vitazim. Đây là một cái sản phẩm chúng tôi nhập từ ở Mỹ về và nó có một cái hoạt chất là brassinosteroid.
Đây là một cái sản phẩm mà có cái hormone để đưa vào trong cây trồng, nó giúp cung cấp cái hormone ngoại sinh bên vào cho cái cây nó khỏe, nó có khả năng nó chống chịu lại trong cái điều kiện bất lợi của thời tiết. Chúng ta không phải nói là mặn không, có những lúc trời lạnh nó cũng bị sốc cho cây, rồi bị phèn, rồi bị hạn, rồi bị mặn thì cũng gây sốc. Do đó chúng ta đưa cái hoạt chất retinol steroid này vào giúp cho cây nó sẽ chống chịu lại trong cái thời gian bất lợi đó, thì để khi vượt qua cây nó vẫn có thể sinh trưởng và phát triển trở lại bình thường. Và khi chúng ta đưa vào nó sẽ tăng cái khả năng quang hợp mạnh lên cho cây, giúp cho cây đủ sức để có dinh dưỡng nuôi cây, cũng như sẽ tiết kiệm được cái phần cái lượng nước bốc khót hơi đi trong cái điều kiện khô hạn. Và bên cạnh đó thì có thể chúng ta bổ sung thêm một cái sản phẩm gọi là cái C30, hay potassium C30, để có chứa cái nhiều kali vào để giúp cho cái bộ lá chúng ta cứng chắc hơn, giảm bốc khót hơi nước, và cũng như là tăng khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng vào để nó tập trung nó nuôi cho cây cho nó khỏe lại, bộ lá dày chắc hơn. Thì có thể kết hợp lại giai đoạn này, thì tôi nghĩ thì chúng ta làm sao giúp cho cái cây nó khỏe sớm từ ban đầu để gặp những cái điều kiện bất lợi, cây nó chống chịu và nó vượt qua, thì chúng ta sẽ có cơ hội mà chúng ta cái cây chúng ta không bị mất sức ở trong những điều kiện khó khăn nhất. Một số cái ý chia sẻ cùng với bà con nông dân chúng ta. Mới Vitasin phân bón lá sinh học đa kích tố của Mỹ, phun Vitasin giúp lúa ra rễ, rễ nhánh sớm, phun Vitasin giúp lúa tăng tính chống hạn, chịu phèn, giải độc hữu cơ, hạt chắc đẹp, phối gạo cực nhanh, đã có Vitasin. Sản phẩm do tập đoàn Lộc Trời phân phối.